Alo, Tâm xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì như mọi người đang thấy đây là một cái thùng hàng từ Lazada. Thì hôm nay Tâm mời mọi người xem một cái combo bộ kho hàng thì nó bao gồm những cái gì. Thì đây là một cái bộ kho hàng vừa tích tập ở trong một cái mà thiết bị, thì nó có vừa có thiết bị để chúng ta có thể kho IC và kèm theo một cái cây mỏ hàng luôn tích hợp trong đó. Thì đối với cái đây là model 8586 mọi người ha. Thì đây Tâm đã khui cái thùng đó ra và sẵn Tâm sẽ review cho mọi người xem. Đây là cái cây gác mỏ hàng ở chỗ này để cho chúng ta gác mỏ hàng ha. Tiếp theo đây là cái giá để chúng ta gác cái tay khò. Đây là cái loại giá có thể tự động cảm biến tắt khi mà chúng ta gác cái tay lên ha. Còn đây là một cái hộp để chúng ta xem là gì đây. Đây là hai cái gục, một là của cái tay khò, đây là của tay khò. Và đây là cái gục có cái mỏ hàng của mọi người. Đây là người ta cho kèm theo máy. Đó là cái hai cái gục sơ cua. Tiếp theo đây là dây nguồn. Và kế đến nữa đây là một cái hút chì ha. Đây là cái mút hút chì mini rất là nhìn nó rất là dễ thương nha mọi người, bé bé xinh xinh ha. Đây là những cái cây nại và đây là những cái thiết bị ha, những cái phụ kiện mà nhà bán hàng người ta đã tặng kèm theo cái máy cho mình ha. Những cái này là mình đi theo máy hết. Và đây là cái tay tay hàng ha, tay mỏ hàng đây mọi người. Tiếp theo nữa là ba cái nhíp. Nhìn cũng khá xinh xắn nha mọi người. Cái này để chúng ta chùi mỏ hàng á. Và đây là bộ những cái đầu mỏ hàng người ta tặng kèm cho mình theo đây. Khoảng 10 12 13 cái gì đó. Tiếp theo là ba cái họng khò mọi người. Đây là ba cái họng khò ha, để chút xíu nữa chúng ta gắn vào trong cái tay khò. Đầy đủ là ba cái họng khò. Thì ống khò nó có rất là nhiều loại nhưng mà đối với cái dòng này người ta sẽ tặng cho mình ba cái ống khò như thế thôi. Tiếp theo đây là một cái tay khò được gói rất là cẩn thận nha mọi người. Đây là tay khò. Và cuối cùng đây là cái thân máy. Đây là cái máy. Để Tâm nồi nó ra cho mọi người xem nha. Và còn một cuộn chì nữa mọi người, một cuộn chì như mọi người đang thấy trên màn hình đó. Và đây là hướng dẫn sử dụng. Đây là mặt trước của nó, model là 8586 đây mọi người. Nó bao gồm màn hiển thị đồng hồ số, các nút chỉnh set nhiệt độ. Đây là phía sau là công tắc nguồn chính và cái ổ ghim dây nguồn. Hai con ốc chỗ này là chúng ta để gắn cái tay khò, cái giá đỡ cái tay khò mọi người. Thì một combo của nó bao gồm những tất cả những cái thiết bị ha như thế này.
Tâm sẽ quay lại một lượt cho mọi người xem và Tâm sẽ kết thúc video ở đây. Đây như trước mình mọi người đang thấy, đây một combo của nó bao gồm những cái thiết bị như thế này. Bao gồm một thân máy chính, một cái tai khò, một tai hàng, cây nguồn, ba cái nhíp, một cái hút chì, một cuộn chì, một cái vệ sinh mỏ hàng ha. Phía trước nó có hai công tắc nguồn. Mỗi công tắc nó sử dụng cho một cái thiết bị riêng ha. Công tắc của tai hàng riêng, công tắc của tai khò riêng. Và có một nút chỉnh gió. Thì Tâm xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Tâm Tử. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tâm Tử nhé.